Hiện giờ triều cương hỗn loạn, quan không nghe lệnh vua, quân không theo lệnh tướng. Đây chính là thời điểm tốt nhất để chúng ta quật khởi. Khí số nhà Lê đã tận, đã tới lúc ta khôi phục nhà Trần. Hoàng thượng vạn tuế. Hay lắm, quân bay xuống trận. Năm 1516, loạn Trần Cảo bùng nổ, xâm phạm cả kinh thành. Triều đình nhiều lần đánh dẹp, quan quân chết vô số kể. Đến cả hoàng đế, thái sư và đại thần đầu triều cũng phải bỏ mạng. Sang thế kỷ 16, trung ương quyền lực nhà Lê suy yếu, ngoại thích Thừa Diệp nổi lên, chi phối chuyện thừa tự ngôi hoàng đế. Ngoài dân gian, nạn mê tín dị đoan bùng phát, nhiều người sử dụng bùa chú chữa bệnh, lôi kéo tín đồ. Ở trấn Hải Dương có người tên Trần Cảo, tự xưng là dòng dõi vua Trần Thái Tông. Nghe lời sấm truyền trong dân gian rằng Đông Phương hữu thiên tử khí, liền chiêu tập quân sĩ khởi binh chống lại triều đình. Toàn quân tiến lên! Quân số lên đến hàng vạn, chỉ vài tháng đã đánh tới Thăng Long. Hỗn loạn! Trẫm phải đích thân ra trận. Tất cả bình tĩnh, mau chấn chỉnh lại đội hình, chuẩn bị phản công. Vua Lê Tương Dực đích thân ra đánh, thế trận giằng co, khi thì họ Trần được, có lúc vua Lê được. Tuy vậy, thời gian này nội bộ triều đình lại có nhiều rạn nứt, khả năng phòng thủ kinh thành suy giảm đáng kể. Khốn kiếp, mau giết chúng cho ta. Ngày trước, hai thế lực ủng hộ Tương Dực Đế nhiệt thành nhất là Trịnh Duy Sản và Nguyễn Văn Lan. Sau khi Văn Lan qua đời, con trai ông là Nguyễn Hoằng Dụ có mối quan hệ xấu với cánh họ Trịnh. Thay vì phân xử, Tương Dực lại có phần thiên vị. Có lẽ vì Duy Sản thường gấp lời lẽ càng ngăn trái ý vua. Người đâu? Lôi Duy Sản ra ngoài, đánh cho ta. Bệ hạ, cho dù người đánh chết, thần cũng phải can ngăn người. Khốn kiếp, chết đến nơi còn cuồng ngôn. Đánh mạnh lên cho ta. Bệ hạ. Bất mãn, Duy Sản âm mưu hành thích hoàng đế. Ngươi, lũ khốn các ngươi. Bao, hoàng thượng đã bị ám sát. Là kẻ nào? Nguyên quận công Trịnh Duy Sản và thái sư Lê Quảng Độ. Bọn phản nghịch, quân sĩ, theo ta. Nguyễn Hoằng Dụ nghe tin vua gặp nguy hiểm, liền mang quân vào thành, nhưng đã muộn. Quân sĩ rối loạn đốt phá kinh thành, đại thế đã mất. Quỷ diệt cửu trung đài, xả tiễn! Chạy đi! Chạy đi! Kinh thành đã mất, hãy tạm cho quân lui về Thanh Hóa, ta sẽ chiếm lại kinh đô sau. Trần Cảo ngư ông đắc lợi, tiến vào thành, tự lập niên hiệu Thiên Ứng, bắt thái sư Lê Quảng Độ cai trị Việt nước, giáng một đòn chính trị chí tử vào uy quyền của vua Lê. Vào những lúc như vậy, vai trò và uy thế của cánh công thần là vô cùng quan trọng. Sau nhiều lần xáo trộn, Trịnh Duy Sản lập Lê Y lên làm vua, tức Lê Chiêu Tông, rồi đón vào Thanh Hóa. Ở Thăng Long, Trần Chân tự chiêu tập quân mã, chiếm đất, chống đối Trần Cảo ra mặt. Ai tưởng ai ra là con chó của Duy Sản. Quân bay đánh hắn. Rút lui, đuổi theo chúng.
lúc đó, Chiêu Công vừa ngồi lên ngai vàng, hơi ấm chỗ, liền ra chiếu Cần Vương. Hãy cùng trẫm tiến về kinh đô, lấy lại Thần Long. Quân tướng các nơi đồng loạt hưởng ứng, nhưng đáng chú ý nhất là Nguyễn Hoằng Dụ. Theo tin tình báo, thì trận chiến này cánh họ Trịnh cũng sẽ tham gia. Ta vốn không xem chúng là đồng minh, nhưng vì nghĩa lớn, ta tạm gác lại thù xưa. Cấp báo, quân triều đình đang ồ ạt kéo về kinh thành. Khốn kiếp, lương bề thọ địch, một mình Trần Trân đã khiến ta đau đầu rồi. Trần Cáo, còn không mau quy hàng, lần này ngươi có mọc cánh cũng khó mà thoát. Tình hình này chúng ta khó mà giữ thành được. Bỏ thành rút về Hải Dương. Giỏi, các thành giỏi lắm. Trần Chân, từ hôm nay trẫm phong cho ngươi tước Thiết Sơn Bá. Tạ ơn bệ hạ. Duy Sản, khanh dẫn theo đại quân cùng Trần Chân và Hoàng Vũ lên đường tiếp tục truy kích quân phản loạn. Người tính không bằng trời tính. Ba tướng quân vừa ra khỏi kinh thành, trong triều liền xảy ra mâu thuẫn. Bao quân sĩ các lộ đánh giết lẫn nhau, náo loạn cả kinh thành. Người đâu? Mau mau triệu Thiết Sơn Bá về đây. Bệ hạ có sao không? Hoàng thượng vẫn bình an, nhưng không thể chế ngự được quân sĩ làm loạn. Trần Chân, còn mau về thành dẹp loạn. Trần Cáo cứ để cho cha. Sure. Thiết Sơn Bá tức tốc về kinh thành dẹp loạn. Với chiến công này, vị thế của Trần Chân được nâng lên một mức nữa. Trái với Nghĩa Tử, ở Hải Dương, Duy Sản chủ quan khinh địch, trong lúc giao tranh đã mắc bẫy của Trần Cáo. Không rồi, có phục kích, tất cả rút lui. Rút lui mau. Bắt được đại thần đầu triều, Trần Cáo đầy tự tin hạ lệnh. Giải nó về Vạn Kiếp. Tất cả tiến công. Cấp báo, quân Trần Cáo đang tấn công ồ ạt, sắp tiến đến chân thành. Trần Chân, trẫm giao quyền lại cho ngươi, mau dẫn theo đại quân quét sạch bọn phản loạn đó cho trẫm. Bệ hạ an tâm, tất cả theo ta. Chỉ trong một thời gian ngắn, Trần Chân đã kịp chấn chỉnh quân kỷ, cắt đặt những thân tín của mình vào các vị trí quan trọng, tận dụng triệt để mối quan hệ đồng minh với họ Trịnh để củng cố thế lực, quân tướng trên dưới lại một lòng. Không thể nào, chỉ trong một thời gian ngắn, làm sao bọn chúng có thể? Trần Cáo, phụng mệnh hoàng thượng, ta tới lấy đầu ngươi đây. Ra! Khốn kiếp, lẽ ra trận này chúng ta đã thắng. Tưởng chừng đã nắm chắc chiến thắng trong tay thì lại bị cho nếm mùi bại trận. Trần Cảo thất vọng, lính dưới trướng mất hết tinh thần, đành rút quân lên vùng Lạng Nguyên, lấy sông Nguyệt Đức làm ranh giới. Thiên Ứng ngày càng suy sụp, ông truyền ngôi lại cho con là Trần Cung, rồi xuống cốc đi tù. Bạc Vô Âm tính kể từ đó. Gió đổi chiều, chỉ cần Trần Chân tiến quân một đợt nữa là có thể giành lấy thắng lợi cuối cùng. Nhưng lịch sử không diễn ra như vậy. Trần Cảo đi rồi, cánh họ Trịnh và họ Nguyễn lại bùng nổ mâu thuẫn. Chiêu Công đứng ra hòa giải bất thành. Kẻ địch bên ngoài vẫn chưa biến mất, nhưng điểm sụp đổ của nhà Lê đã hiện lên rất rõ.